Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong ngày mưa kiếp có tìm cầu, con nên nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 7 phẩm 10 kệ tụng phần 2. Nếu các bậc tu hành không sinh ra phân biệt, chẳng lâu đạt tâm muội lực thần thông tự tại. Bậc tu hành không nên vọng chấp từ kiết trần, thời thắng tánh tác giả, duyên sinh nơi thế gian. Do sự tự phân biệt được sinh từ tập khí, bậc tu hành đến quán các hữu như mộng huyễn. Kiến luôn luôn xa lìa phi bán và kiến lập thân thể tài sản nhà, không phân biệt ba cõi, không nghĩ tưởng uống ăn, chánh niệm thân ngay ngắn, luôn cung kính, luôn luôn cung kính lễ chư Phật và Bồ Tát. Hiểu rõ trong kinh luật pháp lý thú chân thật, năm pháp hai vô ngã và tư duy tự tâm. Bên trong chứng pháp định Phật địa và các địa, khi hành giả tu tập thọ quán đảnh tòa sen, trầm luân trong các nẻo, chán ghét nơi các hữu, đến nghĩa trang yên tĩnh tu tập các quán hạnh. Có vật sinh không nhân, vọng cho lìa đoạn thường và lìa khỏi hữu vô, vọng chấp là trung đạo, vọng chấp vô nhân luận, không nhân là đoạn kiến, không rõ vật bên ngoài mà diệt nơi trung đạo, sẽ rơi vào đoạn kiến, không bỏ sự chấp pháp, phi kiến lập phỉ bán, vọng nói là trung đạo. Nhờ hiểu rõ duy tâm, sẽ lìa nơi ngoại pháp, cũng lìa vọng phân biệt, nơi đây đạt trung đạo. Duy tâm không có cảnh, không cảnh tâm không sinh, ta và các Như Lai gọi đây là trung đạo. Hoặc sinh hay không sinh, tự tánh không tự tánh, hữu vô tất cả không, không phân biệt nhị nguyên, không sinh khởi phân biệt, người ngôn tưởng giải thoát, tâm không biết trí sinh, hiểu biết đoạn nhị chấp. Nhờ hiểu rõ tự tâm nên đoạn chấp hai bên, biết rõ nên đoạn diệt, chẳng phải năng phân biệt. Biết rõ chỗ tâm hiện nên phân biệt không khởi, vì không khởi phân biệt tâm chân như chuyển đổi. Nếu thấy sự khởi pháp không lỗi lầm ngoại đạo, người trí liền giữa lấy niết bàn không hoại diệt. Ta và chư Phật nói đó đây là thành Phật. Nếu có phân biệt khác, đó là ngoại đạo bàn. Không sinh mà hiện sinh, không diệt mà hiện diệt. Khắp trên muôn ức cõi, như thấy trăng trong nước, một thân làm nhiều thân, mưa rơi và lửa cháy, tùy tâm hiện bao nhiêu, cho nên gọi duy tâm. Tâm cũng là duy tâm, vô tâm từ tâm khởi. Vô số các sắc tướng thông đạt đều duy tâm. Chư Phật và Thanh Văn duyên giác các hình tướng, nhiều sắc tướng khác nhau đều gọi là duy tâm. Từ nơi cõi vô sắc cho đến trong địa ngục, hiện khắp vì chúng sinh đều sinh từ duy tâm. Như huyễn các tam muội cho đến ý sinh thân, mười địa cùng tự tại đều do chuyển y đạt. Người ngu bị ràng buộc, theo hiểu biết thấy nghe, tự phân biệt biên đảo, bị dao động ý luận, tất cả không chẳng sinh, ta thật không niết bàn, hóa thân nơi các cõi, dẫn ba thừa nhất thiệt. Có 36 Phật, mỗi Phật có 16, tùy tâm lượng chúng sinh mà hiện các cõi nước. Phật pháp nơi thế gian cũng như tánh vọng chấp, tuy xuất hiện rất nhiều, nhưng thật không hiện hữu. Pháp Phật là chân thật, ngoài ra đều hóa Phật. Tùy chủng tử chúng sinh, thấy Phật, thấy thân Phật hiện hữu. Do mê hoặc các tướng mà khởi ra phân biệt chẳng khác chân. Tướng không tức phân biệt, tức tự tánh và thọ dụng, hóa thân lại hiện thân, 36 đức Phật thuộc đức Phật tự tánh. Do tập chủng bên ngoài mà sinh ra phân biệt, không thủ nơi chân thật và chấp giữ vọng hoặc. Mê hoặc nương nội tâm và duyên theo ngoại cảnh khởi từ hai nhân này, không có duyên thứ ba. Mê hoặc nương trong ngoài
mà được sinh khởi ra 62-18, ta bảo đều thuộc tâm. Biết chỉ có căn cảnh vượt ra ngoài chấp ngã, ngộ tâm không cảnh giới, thì được lìa chấp pháp. Vì nương nơi bản thức mà có các thức sinh, vì nương nơi nội xứ có ảnh hiện bên ngoài, không trí thường phân biệt, hữu vi và vô vi, cả hai chẳng nắm bắt, như sao mộng hoa đốm, như thành càng thác bà, như huyễn như sóng nắng, vô hữu mà thấy có, pháp hiến khởi cũng vậy. Do giao ba loại tâm, ta dạy căn cảnh ngã, nhưng tâm ý, ý thức đều không có tự tánh. Tâm, ý và ý thức có hai loại vô ngã, năm pháp ba tự tánh, thuộc cảnh giới chư Phật. Nhân tập khí là một, tướng vận hành thành ba. Như dùng một màu sắc với nhiều cách lên tường, năm pháp hai vô ngã, tự tánh tâm ý thức ở trong chủng tánh Phật đều không thể đạt được. Rời khỏi tâm ý thức và lìa nơi năm pháp, xa rời nơi tự tánh, đó là chủng tự Phật. Nếu nghiệp thân miệng ý không tu pháp bạch tịnh, chủng tánh Như Lai tịnh, nên xa lìa hiện hành sức thần thông tự tại, tịnh tam muội trang nghiêm, các loại ý sinh thân là chủng tánh Phật tịnh. Trong tự chứng không nhơ, thoát khỏi nơi nhãn tướng, Phật địa và bát địa, bản chất tánh Như Lai, viễn hành thiền tuệ địa. Pháp vân và Phật địa đều thuộc chủng tánh Phật, địa còn của hai thừa. Như Lai tâm tự tại và chỉ dạy người ngu, có tâm tướng khác nhau, nên nói về bảy địa. Địa thứ bảy không khởi lỗi lầm thân miệng ý. Sở y địa thứ tám như mộng vượt qua sông. Tám địa và năm địa biết rõ về nghề nghiệp các Phật tử thường làm, đứng đầu trong ba cõi. Ba trí không phân biệt, hoặc sinh hoặc không sinh, không cùng với bất không, tự tánh vô tự tánh, chỉ hiện tại nơi tâm, thật ra chẳng nắm bắt. Vì vậy hàng nhị thừa nên bảo là thật giả. Chẳng phải vì Phật tử vậy không nên phân biệt, hữu phi hữu đều không, không có tướng sát na, pháp thật giả cũng không, duy tâm chẳng nắm bắt. Pháp hữu là tục đế, tánh vô đệ nhất nghĩa. Mê hoặc nơi tánh không, đây gọi là thế tục. Tất cả pháp đều không, ta dạy hàng phàm phu, giả thiết tùy theo tục, đó chẳng phải chân lý. Ngôn từ nơi pháp khởi, nên có nghĩa sở hành, nhận thấy chỗ sinh lời, hoàn toàn chẳng nắm bắt. Rời tường không bức họa, rời chất không có hình, biển tàn thất thanh tịnh, cái sống thức không sinh, nương pháp thân có báo, từ báo khởi hóa thân. Đây là căn bản Phật, ngoài ra đều hóa hiện, không nên vọng phân biệt, cho không cho đến bất không. Vọng chấp nơi hữu vô, nghĩa ngôn chẳng nắm bắt. Phàm phu vọng phân biệt, vật sinh từ tích tụ, thật một bụi cũng không, thế nên không cảnh giới. Chúng sinh thấy tướng ngoài đều do tự tâm hiện, sự thấy đã không có nên cảnh bên ngoài không, như voi lún bùn sâu không thể di động được. Thanh văn trụ tam muội mê chấp cũng như vậy. Nó thấy các thế gian tập khí cho là nhân, lì hiểu đều không có, pháp vô ngã giải thoát, gọi vọng chấp tự tánh. Duyên khởi là y thê, chân như là viên thành, trong kinh ta thường dạy. Tâm ý và ý thức phân biệt cùng biểu thị, bản thức tạo ba hữu, đều dị sanh của tâm. Đời sống hơi ấm thức, a lại gia mạng căn, ý cho đến ý thức, tên khác của phân biệt. Thân duy trì bởi tâm, ý luôn luôn nhận thức, ý thức và các thức rõ cảnh giới tự tâm. Nếu thật có ngã thể, trong uẩn và uẩn khác, nơi đó tìm ngã thể, cuối cùng chẳng nắm bắt. Mà mỗi quán thế gian đều hiện chính tự tâm, với phiền não tùy miên, giải thoát mọi khổ đau. Trí vô tận thanh văn, trí vắng đặng duyên giác, trí tuệ của Như Lai, sinh khởi không cùng tận, không sắc tướng bên ngoài, chỉ hiện thấy tự tâm.
Người ngu không hiểu biết, lầm phân biệt hữu vi, không biết cảnh giới ngoài, tất cả đều tụ tâm. Kẻ ngu dùng nhân dụ, tứ cú để thành lập, bậc trí đều biết rõ, cảnh giới hiện từ tâm. Không dùng tâm nhân dụ, các cú để thành lập, phân biệt bị phân biệt, đó là tướng vọng chấp. Vinh vào nơi vọng chấp mà hiện khởi phân biệt, không ngừng hổ tương nhau, đều nhân một tập khí. Cả hai làm khác nhau, chẳng tâm chúng sinh khởi, vọng trú trong ba cõi, tâm tâm sở phân biệt. Sự khởi giống cảnh giới, là tự tánh vọng chấp, ảnh tượng và chủng tử, hợp làm 12 xứ, hợp sở y, sở duyên, nói về các hành tác, như ảnh trong tấm gương, mắt nhòe thấy hôi đốn, tập khí cũng như vậy, người ngu thấy nhầm lẫn, nơi cảnh tượng phân biệt, mà khởi nơi phân biệt, như ngoài đạo phân biệt, ngoài cảnh chẳng nắm bắt, kẻ ngu lầm sợi dây, chấp đó là con rắn, không biết hiện nơi tâm, phân biệt lầm ngoại cảnh, như tự thể sợi dây, không phải giống hay khác, chỉ lầm lỗi tự tâm, lầm phân biệt sợi dây, khi phân biệt vọng chấp, tánh kia không thật có, tại sao thấy không thật, mà khởi ra phân biệt, tánh sắc không có thật, bình vải cũng như vậy, chỉ do phân biệt sinh, sẽ thấy hoàn toàn không, trong hữu vi vô thủy, mê hoặc khởi phân biệt, pháp nào là mê hoặc, xin Phật dạy cho con, các pháp không tự tánh, chỉ thấy chính tại tâm, không rõ nơi tự tâm, thế nên sinh phân biệt, sự phân biệt kẻ ngu, chấp lầm thập chẳng có, sự có giống già khác, người kia không thể biết, sự có của Phật Thánh, chẳng phải ngu phân biệt. Nếu Thánh đồng với phàm, Thánh nên có hư vọng, vì Thánh sửa tâm tịnh, thế nên không mê hoặc, tâm phàm phu bất tịnh, nên có vọng phân biệt, như mẹ bảo đứa con, này con đừng khóc nữa, hư không có trái cây, rất nhiều cho con hái, ta vì dạy chúng sinh, vọng tưởng có nhiều quả, làm họ vui thích xong, nói pháp lì hữu vô, các pháp trước phi hữu, không phù hợp các duyên. Vốn không sinh, nhân sinh, hoàn toàn không tự tánh, pháp chưa sinh, không sinh, rời duyên không chỗ sinh, pháp hiện sinh cũng vậy, rời duyên chẳng nắm bắt, chân thật quán duyên khởi, phi hữu và phi vô. Cả hữu vô đều không, bậc trí không phân biệt, hàng phàm phu ngoại đạo, vọng tuyết tánh khác đồng, không rõ các duyên khởi, thế gian như huyễn mộng, pháp đại thừa vô thượng, vượt lãnh vực ngôn từ. Nghe ấy thật rõ ràng, nhưng người ngu không hiểu, hàng thanh văn ngoại đạo, cách nói mang ích kỷ, làm thay đổi thật nghĩa, đều do vọng chấp sinh. Cái tướng và tự thể, hình trạng cho đến danh, dựa theo bốn điều này mà các phân biệt khởi. Chấp phạm tự tại thiên, một thân và nhiều thân, sự vận hành trời trăng, chẳng phải con của ta. Những ai đủ thánh kiến, thông suốt pháp như thật, khéo léo chuyển các tưởng, đến bờ kia của tức. Đây dấu ấn giải thoát, xa lìa nơi hữu vô, và lìa nơi đi đến là con trong pháp ta. Nếu sắc thức chuyển diệt, các nghiệp đều biến mất, đó là không sinh tử, cũng không thường vô thường. Sự biến hóa chuyển mất, sắc xứ dầu rụ bỏ, nghiệp trụ a lại gia, khỏi lầm lỗi vũ vô. Sắc thức tuy chuyển mất, nhưng nghiệp vẫn tồn tại, khiến ở trong các hữu, sắc thức lại tương tục, cho các chúng sinh kia, chỗ khởi nghiệp mất đi. Đó là không sinh tử, cũng không có niết bàn. Nếu nghiệp và sắc thức đồng thời cùng hoại diệt, nếu sinh trong sinh tử, nghiệp sắc vẫn không khác. Sắc tâm và phân biệt chẳng khác chẳng không khác, người ngu cho là diệt, thật sự liền hiểu vô.
Duyên khởi cùng vọng chấp triển chuyển không khác nhau, như sắc và vô thường triển chuyển sinh cũng vậy. Tách rời khỏi giống khác, vọng chấp không thể hiểu, như sắc tánh vô thường, làm sao nói hữu vô. Thông đạt nơi vọng chấp thì duyên khởi không sinh. Khi duyên khởi được hiểu, vọng chấp thành chân như. Nếu diệt tánh đoạn chấp, pháp nhãn ta bị diệt, trong giáo pháp của ta có kiến lập phỉ bán. Như thế người chấp sắc thường phỉ bán chánh pháp, họ đều là phi pháp, họ diệt pháp nhãn ta, họ không thuộc nhóm trí, bỏ đời sống tỳ kheo vì hủy hoại vọng chấp, bị kiến lập phỉ bán đều tùy nơi phân biệt. Khởi kiến giải hữu vô, như huyễn già hoa đốm, mộng sóng nắng thành càng, không ai học pháp Phật, trở nên cùng chung ở, bị rơi vào hai bên, hại mình và người khác. Có những bậc tu hành quán sát tánh vọng chấp, tịch tỉnh rời hữu vô, bảo vệ cùng chung ở. Như có nơi thế gian xuất ra vàng ngọc báu, tuy nó không tạo tác, nhưng cho người tọa dùng. Tánh nghiệp cũng như vậy, xa lìa mọi chủng tánh, sẽ kiến nghiệp chẳng có, nhân sinh ra các cõi. Hiểu biết theo bậc thánh, cái pháp vô sở hữu, người ngu bị phân biệt, vọng chấp pháp vi vô. Như người ngu phân biệt, pháp đó là vi hữu, tất cả pháp đều không. Chúng sinh không tạp nhiễm, vì có pháp tạp nhiễm, bị do bên ái buộc, hở ra thân sinh tử. Các căn đều đầy đủ, nếu người ngu phân biệt, pháp này đều là không, thì các căn không sinh. Chẳng phải chánh tu hành, nếu pháp này là có, nhưng vì nhân sinh tử, người ngu chẳng đợi tu, tự nhiên mà giải thoát. Nếu không có pháp kia, thánh phàm sao khác biệt, thì không có thánh nhân, tu hành ba giải thoát, các uẩn và nhân pháp, tự cộng tướng vô tướng, các duyên và các căn, ta dạy hàng thanh văn, vi tâm và vô nhân, các địa và tự tại, nội chứng tịnh chân như. Ta dạy cho Phật tử, đời tương lai sẽ có, người thân mặc ca sa, vọng nói về hữu vô, hủy hoại chánh pháp ta. Duyên khởi pháp vô tánh là hành động bậc tánh. Vọng chấp tánh vô Phật, kẻ so sánh phân biệt. Tương lai có người ngu dẫn đầu các ngoại đạo nói về vô nhân luận, ác kiến phá thế gian. Vọng nói các thế gian sinh ra từ các bụi, các bụi đó không nhân, chính loại vật thật thường, từ thật mà thành thật, từ đức sinh ra đức, tánh chân pháp khác đây, vị bán nói là không, hoặc vốn không mà sinh, thế gian có bắt đầu, sinh tử không nguồn gốc. Đây lời dạy của ta. Tất cả vật ba cõi vốn không mà sinh ra, sừng, lạc đà, lừa, chó, cũng chẳng có nghi ngờ, nhãn, sắc, thức vốn không mà nay lại có sinh. Những vải mũ và chiếu tiết sinh từ cục đất, trong vải không thấy chiếu, trong rơm cũng không chiếu, sao không nhờ các duyên tập hợp để sinh chiếu. Đời sống cùng thân thể nếu vốn không mà sinh, từ trước ta đã nói đó đều là luận ngoại đạo. Trước ta đã lập tông để ngăn chặn ý kia, đã ngăn ý ấy rồi sao mới nói tự tông, sợ các chúng đệ tử đắm trước tông hữu vô. Thế nên ta vì họ trước giảng luận ngoại đạo, ác tuệ ca tỳ la, dạy cho các môn đệ thắng tánh sinh thế gian. Năng lực sự chuyển biến, các duyên không có thật, không duyên sinh hiện sinh, các duyên đã không duyên, chẳng sinh chẳng không sinh. Tông ta lìa hữu vô và lìa cả nhân duyên, sinh diệt và sở tướng, tất cả đều xa lìa. Thế gian như huyễn mộng, nhân duyên đều vô tánh. Thường quan sát như vậy
phân biệt hẳn không khởi. Nếu quan sát các hữu như sóng nắng hoa đốm, như thành càn thác bạc, thường liền khỏi hữu vô. Xả ly cả nhân duyên, khiến tâm đều thanh tịnh. Nếu nói không ngoại cảnh mà chỉ có tự tâm, không cảnh thì không tâm, làm sao thành duy thức? Vì có chỗ cảnh duyên, tâm chúng sinh khởi được. Không nhân tâm không sinh, làm sao thành duy thức? Chân như về duy thức là sở hành bậc thánh. Hữu này nói phi hữu, họ không hiểu ngã pháp. Do năng thủ sở thủ mà tâm bị sinh khởi. Tâm thế gian như vậy nên chẳng phải duy tâm. Thân tài sản ảnh tượng như mộng từ tâm sinh. Tâm tuy thành hai phần nhưng tâm không hai tướng. Như dao không tự cắt, ngón tay không tự sờ, và tâm không tự thấy. Việc ấy cũng như vậy. Tâm không có ảnh tượng, không có y tha khởi. Tánh vọng chấp cũng không. Không năm pháp hai tâm, năng sinh và sở sinh đều là tướng tự tâm. Mật ý nói năng sinh, nhưng thật không tự sinh. Bao nhiêu hình trạng cảnh đều do vọng chấp sinh. Hư không và sần thọ cũng chẳng thành cảnh tướng. Giống cảnh khởi từ tâm, cảnh này không vọng chấp. Nhưng cảnh vọng chấp kia rời tâm chẳng nắm bắt. Trong sinh tử vô thủy, cảnh giới đều phi hữu. Tâm không có chỗ khởi, làm sao thành ảnh tượng? Nếu không vật có sinh, sừng thỏ cũng sinh được. Không thể không vật sinh mà khởi ra phân biệt. Như cảnh hiện phi hữu, cảnh trước kia cũng không. Vì sao trong không cảnh mà tâm duyên cảnh sinh? Chân như không thật tế, pháp giới và niết bàn, tất cả pháp không sinh, tất là tánh đệ nhất nghĩa. Kẻ ngu rơi hữu vô, phân biệt các nhân duyên, không thể hiểu các hữu, không sinh, không người tạo, tâm làm nhân vô thủy, không thấy được do tâm. Đã không cảnh vô thủy, tâm từ đâu sinh ra? Không vật và mà được sinh, như nghèo trở nên giàu, không cảnh mà sinh tâm, xin Phật dạy cho con. Nếu tất cả không nhân, không tâm và không cảnh, tâm đã không chỗ sinh, lìa ba hữu tạp tác. Nhân những bình vải sừng mà nói không sừng thỏ, vì thế không nên nói không có tướng nhân pháp. Không nhân không hiện hữu, vì không chẳng thành không. Hữu vô cũng như vậy, dần dần tướng nhân khởi. Nếu vinh vào chút pháp mà có chút pháp khởi, đó là tiền sở y, không nhân mà tự có. Nó có tùy thuộc khác, tùy thuộc đó có thuộc. Như vậy thì vô cùng cũng chẳng có chút pháp. Dựa vào vỗ ngọn lá, hiện vô số tướng huyễn. Chúng sinh cũng như vậy, dựa các diệt mà hiện. Dựa theo nhà ảo thuật, khiến ngu thấy tướng huyễn. Như nơi những gỗ lá, như huyễn thật không có. Nếu nương nơi việc này, pháp đây bị hủy hoại, để thấy rõ không hay, sao có chút phân biệt? Phân biệt không vọng chấp, phân biệt cũng không có. Vì phân biệt là không, không niết bàn sinh tử. Vì không sự phân biệt, nên phân biệt không khởi. Vì sao tâm không khởi mà được có duy tâm? Ý sai biệt vô lượng, đều không pháp chân thật, không thật không giải thoát, cũng không cái thế gian. Người ngu bị phân biệt, thấy bên ngoài đều không, tập khí khuấy đục tâm, mà hiện giống ảnh tượng, đối các pháp hữu vô, tất cả đều không sinh. Chỉ đều do tâm hiện, rời khỏi nơi phân biệt, nói các pháp từ duyên, vì người ngu vô trí, đánh tự tâm giải thoát.
tâm tịnh cho thánh trụ. Số tháng luận loạn hình, phạm chí cùng tự tài, đều rơi vào vô kiến, xa lìa nghĩa tục tỉnh. Không tự tánh không sân, rời cấu không như huyễn, chư Phật và Thế Tôn nói cho ai như vậy? Cho người tu tâm tịnh, thoát khỏi sự kiến chấp, chư Phật dạy cho họ, ta cũng dạy như vậy. Nếu tất cả là tâm, thì thế gian ở đâu? Nhân nào là đại địa? Chúng sinh có đến đi như chim nay trên trời, theo phân biệt mà đi, không nương không ở đâu, như đi trên mặt đất. Chúng sinh cũng như vậy, tùy nơi vọng phân biệt, di chuyển theo tự tâm, như chim bay trên trời. Thân tài sản ảnh tượng, Phật dạy khởi chính tâm. Xin nói ảnh duy tâm, nguyên nhân tại sao khởi? Thân tài sản ảnh tượng đều do tập khí chuyển, nhân cũng không như lý. Sự sinh của phân biệt, ngoại cảnh là vọng chấp, tâm duyên theo cảnh sinh, biết cảnh là duy tâm, thì phân biệt không khởi. Nếu thấy tánh vọng chấp, danh nghĩa không hòa hợp, xa lìa giác sở giác, giải thoát các hữu vi, xa ly hết danh nghĩa, đó là pháp chư Phật. Ai mong ngộ người đường khác, mình và người thông không đạt. Khi thế gian được thấy, liền năng giác sở giác, lúc này sẽ không khởi. Tên gọi sự phân biệt, do thấy suốt tự tâm, lầm tưởng danh tự diệt. Không thấy được tự tâm, thì khởi ra phân biệt. Bốn uẩn tướng vô sắc, không thể đếm chúng được. Đại chủng tánh khác nhau, làm sao cùng sinh sắc. Do vì lì các tướng, năng sở tạo phi hữu, sắc khác riêng có tướng, các uẩn sao không sinh. Nếu thấy nơi vô tướng, uẩn xứ đều xả ly, khế tâm cũng bỏ, nên thấy pháp vô ngã. Vì căn cảnh sai biệt, sinh ra bát chủng thức, ở trong vô tướng kia, xa lìa cả ba tướng. A duyên, ý duyên A lại gia, sinh chấp ngã ngã sở, và tức hai chấp giữ, hiểu rõ đều xa lìa. Quán thấy rời giống khác, đó là vô sở động, tách rời ngã ngã sở, hai loại vọng phân biệt, không tăng trưởng không sinh, cũng không làm nhãn thức. Đã lìa nên sở tạo, diệt rồi không sinh lại, thế gian không tạo tác, và lìa tướng năng sở, vọng chấp và duy tâm. Xin Phật dạy tại sao tự tâm hiện vô số các hình tướng phân biệt, không rõ chỗ hiện tâm, vọng chấp bản ngoài tâm, do vì không trí giác mà khởi ra vô kiến. Tại sao nơi tánh hữu tâm không sinh đắm trước, phân biệt chẳng hữu vô, cho nên hữu không sanh. Biết sở kiến duy tâm, nên phân biệt không khởi. Vì phân biệt không khởi, chuyện y vô sở trước. Bốn tâm bị ngăn chặn, gọi các pháp hữu nhân, đó chỉ là định diệt danh, chỗ thiết lập không thành. Nên biết năng tác nhân, cũng không được thành lập. Vì ngăn chặn năng tác, nó nhân duyên hòa hợp. Vì ngăn nơi lỗi thường, nói duyên là vô thường, người vô bảo vô thường, thật ra không sinh diệt, không thấy pháp hoại diệt, nhưng có chỗ tạo tác, sao có pháp vô thường, và lại có chỗ sinh. Trời người Atula, quỷ súc sinh Diêm La, chúng sinh sinh trong đó, ta gọi là sáu đường, do nghiệp thượng trung hạ, mà thọ sinh trong đó, để nhìn các thiện pháp được giải thoát thù thắng. Phật vì các tỳ kheo nói về chỗ thọ sinh, mỗi niệm đều sinh diệt. Xin Phật dạy cho con. Sắc sắc chẳng tạm ngừng, tâm tâm cũng sinh diệt. Ta nói cho đệ tử, thọ sinh diệt liên tục, phân biệt trong sắc sắc, sinh diệt cũng như vậy. Phân biệt là chúng sinh, địa phân biệt không có. Ta vì các duyên này nói từng mỗi niệm sinh, nếu lìa thủ trúc sắc, không sinh cũng không diệt. Duyên sinh phi duyên sinh, vô minh và chân như, hai pháp duyên sinh khởi, không hai tức chân như. Nếu duyên kia phi duyên, pháp sinh có sai biệt, thường hằng cũng các duyên, có năng tác sở tác. Chính bậc Đại Mâu Ni và chư Phật đã dạy, có năng tác sở tác, cùng ngoại đạo không khác. Ta dạy các đệ tử,
thân là khổ thế gian, cũng là tập thế gian, đầy đủ diệt già đạo, phàm phu vọng phân biệt. Chấp chặt ba tự tánh, lấy năng thủ sở thủ, pháp thế và xuất thế, ta trước vì so sánh, nói thủ nơi tự tánh, nay vì ngăn cái kiến. Không nên vọng phân biệt, tìm lỗi là phi pháp, làm cho tâm bất định, đều do hai thủ khởi. Không khởi tức chân như, nếu do mình ái nghiệp mà sinh ra các thức. Tà niệm lại có nhân, sai lầm lớn vô cùng. Vô trí nói các pháp có bốn loại hoại diệt, vọng khởi hơi phân biệt, chân pháp lìa hữu vô, rời khỏi nơi tứ cú, cũng lìa nơi nhị kiến. Phân biệt khởi hai bên, hiểu rõ không sinh lại, biết sinh không trong không sinh, trong sinh biết không sinh. Pháp ấy đồng như nhau, không nên khởi phân biệt. Xin Phật dạy cho con lý ngăn chặn hai kiến, con và các Bồ Tát không đôi vào hữu vô, lánh xa các ngoại đạo, rơi khỏi nơi nhị thừa, sở hành chư Phật chứng, Phật tự chớ bỏ mất. Nhân giải thoát phi nhân, cùng một tướng vô sinh. Vì mê chấp tên khác, bậc trí hại xa lìa, pháp sinh từ phân biệt. Như là huyễn sóng nắng, ngoại đạo lầm phân biệt, đời sinh từ tự tánh. Vô sinh và chân như, tánh không và chân tế, đây là tên gọi khác. Chẳng nên chấp là không, như tay có nhiều tên, tên đó thích cũng vậy, và các pháp cũng vậy. Chẳng nên chấp là không, sắc cùng không, không khác. Vô sinh cũng như vậy, cho nên chấp là khác. Thành kiến giải xa lầm, sự phân biệt chung riêng, và các phân biệt khác, chấp trước các sự tướng có dài ngắn vuông tròn, tổng phân biệt là tâm. Biến phân biệt là ý, phân biệt là thức, đều rời tướng năng sở, khởi kiến trong ngã pháp và vô sinh ngoại đạo, đều là vọng phân biệt, không khác những lỗi lầm. Ai có thể hiểu rõ điều ta nói vô sinh và ý nghĩa vô sinh, người ấy hiểu pháp ta để phá vỡ kiến giải. Vô sinh không trụ xứ, biết rõ hai nghĩa này nên ta gọi vô sinh, Phật thuyết pháp vô sinh, hoặc là có là không, đều giống các ngoại đạo, không nhân không sinh luận, ta dạy duy tâm lượng. Tách rời giới hữu vô, hoặc sinh hoặc không sinh, hãy xa lìa kiến này, vô nhân luận không sinh. Sinh thì chấp tạo tác, tạo tác lẫn lộn kiến, không tức tự nhiên sinh. Phật dạy các phương tiện, chánh kiến và đại nguyện, tất cả pháp nếu không, đạo tràng sao thành tựu, lìa năng thủ sở thủ, chẳng sinh cũng chẳng diệt. Sở thấy pháp phi pháp đều khởi chính tự tâm, lời đấng mâu ni dạy sau trước tự trái nhau. Vì sao thuyết các pháp mà lại nói không sinh, chúng sinh không thể biết, xin Phật dạy cho con tránh được lỗi ngoại đạo và các nhân điên đảo. Xin đấng tối dạy tháng dạy, sự sinh và đoạn diệt đều xa lìa hữu vô, nhưng không hoại nhân quả. Thế gian rơi hai bên, bị mê hoặc các kiến. Xin đấng mắt sen xanh, nói trình tự các địa, chấp thủ sinh bất sinh, không rõ nhân tịch diệt. Đạo tràng không được nghe, và ta cũng không nói. Pháp sát na đều không, không sinh, không tự tánh. Chư Phật dứt hai bên tức sai lầm, bị che bởi ác kiến, phân biệt phi Như Lai, vọng chấp nơi sinh diệt. Xin Phật dạy cho con, bị hỷ luận chồng chất, hòa hợp khởi sinh ra, tùy theo loại hiện hữu, đầy đủ cả sắc cảnh. Nhận thấy sắc bên ngoài mà khởi ra phân biệt,
Ai biết rõ điều này thì thấy nghĩa chân thật. Nếu lìa nơi đại chúng, các vật sẽ không thành. Đại chúng chính duy tâm, không biết, không chỗ sinh. Tâm này cũng chẳng sinh, là thuận thánh chủng tánh, chớ phân biệt, phân biệt, không phân biệt là trí. Phân biệt nơi, phân biệt, hai bên không niết bàn. Nếu lập tâm vô sinh, pháp huyễn bị hủy diệt. Già không nhân khởi huyễn, xúc phạm đến tự tâm. Giống như ảnh trong gương, tuy lìa tánh đồng gì, sơ kiến chẳng phải vô. Tướng sinh cũng như vậy, như huyễn cành thành càng tác, đều chờ nhân duyên hữu. Các pháp cũng như vậy, là sinh chẳng bất sinh. Phân biệt nơi nhân pháp, gọi sinh hai loại ngã, đây chỉ lời thế tục, kẻ ngu không hiểu biết. Do nguyện cùng duyên tập, tự lực và tối thắng, có năm pháp thanh văn, những bậc A-la-hán, thời gian hoại và hoại diệt, thắng nghĩa và chuyển biến, là bốn loại vô thường. Ngu không trí phân biệt, người ngu rơi nhị biên, vi trần tự tánh tác, chấp chặt về hữu vô, không biết nhân giải thoát. Đại chúng chống trái nhau, sao tạo thành sắc được? Đại chúng có tánh riêng, không đại, không tạo thành, lửa đốt cháy, sắc chất, nước lại làm thấm ướt, gió làm cho tan nát, làm sao sắc được sinh? Sắc uẩn và thức uẩn chỉ 2,5, ngoài ra là tên khác. Ta gọi kia như oán, tâm sở sai biệt, khởi nơi pháp hiện tại. Phân tích về các sắc, không gì tại ngoài tâm, xanh trắng liên hệ nhau, tác sở tác cũng vậy. Tánh không và sự sinh, lạnh nóng tương quan nhau, hữu vô và tất cả, vọng chấp không thành lập. Tâm, ý và sáu thức cùng các thức tương ưng, đều nương tàn thức sinh, chẳng đồng và chẳng gì. Số thắng luận loại hình, chấp tự tại sáng tạo, đều rơi vào hữu vô, xa lìa nghĩa tịch tỉnh. Đại chúng sinh hành tướng, không sinh nơi đại chúng, ngoài đạo nói đại chúng, sinh đại chúng già sắc. Giới ngoài pháp không sinh, ngoài đạo chấp nguyên nhân, họ nương theo hữu vô, bởi ngu muội không biết. Thật tướng chân thanh tịnh, nhất thống cùng đại trí, tương ưng cùng giới tâm, không hòa hợp với ý. Nếu nghiệp đều sinh sắc, thì không hợp nhân uẩn, chúng sinh không nên chấp, không trú cõi vô sắc, do đó là vô ngã, chúng sinh cũng nên vô. Vô sắc do là đoạn, các thức không sinh khỏi, thức nương bốn xứ trụ, sao sinh khỏi vô sắc? Trong ngoài không hiện hữu, thức cũng không sinh khỏi, chúng sinh nếu thức không, chúng sinh thức nếu không, tự nhiên được giải thoát. Chắc là luận ngoại đạo, kẻ vọng chấp không biết, hoặc hữu theo ưa chấp, trong hữu trong các uẩn, như sinh nơi vô sắc sao hữu sinh, sắc thấy có, thấy sắc thấy trong vô sắc, nó không thể nhìn thấy, vô sắc thì không hợp, không xe, không người đi, thức sinh từ tập khí, hòa hợp cùng các căn, tám thức nơi sát na, chấp giữ chẳng nắm bắt. Nếu các sắc không khởi, các căn không phải căn, nên Đức Thế Tôn dạy căn sắc định tạm thời. Vì sao không rõ sắc mà đạt hữu thức sinh? Tại sao thức không sinh mà bị thọ sinh tử?
các căn già, căn cảnh, bậc thánh hiểu nghĩa này, kẻ ngu si, vô trí, lầm chấp giữ danh ngôn, thức xấu không nên chấp, hữu thủ và vô thủ, vốn lìa các lỗi lầm, bậc thánh không nói vậy, các ngoại đạo vô trí, sợ hãi nơi đoạn thường, chấp hữu di, vô di, cùng ngã không sai khác, chấp chúng cùng tâm một, hoặc cùng ý là khác, chấp hữu trong tánh đồng, tánh gì cũng như vậy, nếu thủ là xác quyết, gọi là tâm tâm sở, thủ này sao không thể, nêu lên nơi tánh đồng, chấp thủ và tạo nghiệp. Đưa đến chỗ thọ sinh, giống như lửa tạo thành, lý, thú giống, không giống, như khi lửa bốc cháy, cháy bị cháy hợp nhau, vọng chấp ngã cũng vậy, tại sao không chỗ chấp? Hoặc sinh hoặc không sinh, tâm tánh thường thanh tịnh, sự lập ngã ngoại đạo, sao không dẫn ví dụ? Mê hoặc trong rừng thất, vọng chấp lìa chân pháp, thích luận thuyết về ngã, rong dông rủi khắp đó đây. Trong chứng trí sở hành, tướng chân ngã thanh tịnh, đây là Như Lai tạng, hàng ngoại đạo không biết, phân tích nơi các uẩn, năng thủ và sở thủ. Ai biết rõ tướng này thì sinh trí chân thật. Các hàng ngoại đạo này, nơi thức A Lại Gia, chấp ý hợp nhất ngã, đây chẳng phải lời Phật. Để hiểu rõ thuyết này, giải thoát kiến chân đế phi não, thuộc kiến tu đều thanh tịnh đoạn trừ. Bản tánh tâm thanh tịnh, chúng sinh bị mê hoặc, Như Lai tạng vô cấu, thoát khỏi vô giới hạn. Bản thức ở trong uẩn, như vàng bạc trong quặng. Nhờ nung sữa tôi luyện, vàng bạc mới hiện hiện. Phật không người, không uẩn, Phật là trí vô lậu, suốt thông thường tịch tỉnh. Ta nương tựa nơi Ngài, tâm bản tánh thanh tịnh, tùy phiền não dạ ý, cùng với ngã tương ân, xin Phật giảng cho con. Tự tánh tâm thanh tịnh, nhân ý thức thì khác. Chúng tích tập nhiều nghiệp, tạp nhiễm sinh hai bên. Ý thức ngã phiền não, làm ô nhiễm tâm tịnh, giống như chiếc áo sạch bị dính nhiều dơ bẩn. Áo đã được giặt sạch, như vàng đã khỏi quặng. Vàng áo đều không hư, tâm rời lỗi cũng vậy. Người vô trí tìm cầu, nơi đàn tù bà trống. Những âm thanh tuyệt diệu, ngã trong uẩn cũng vậy, như báu trong kho tàng, hay nước trong lòng đất, tuy có nhưng không thấy. Ngã trong uẩn cũng vậy, công năng tâm tâm sở, vẫn tương ứng tích tập, người vô trí không thủ. Ngã trong uẩn cũng vậy, như phụ nữ mang thai, tuy có không thể thấy, chân thật ngã trong uẩn. Vô trí không biết được thánh lực của dược thảo, như chất lửa trong cây, chân thật ngã trong uẩn. Vô trí không biết được tánh không trong các pháp, cho đến tánh vô thường, chân thật ngã trong uẩn. Vô trí không biết được địa thần thông tự tại, quán đảnh tam muội cao, nếu không chân ngã này thì chúng đều không có. Có kẻ phá hoại nói, nếu có hãy chỉ tôi. Bậc trí nên đáp rằng, chỉ tôi phân biệt ông, chủ trương vô chân ngã, hủy pháp chấp hữu vô, tỳ kheo hãy yết ma, loại họ khỏi hồi chúng. Thuyết chân ngã rực rỡ, như kiếp hỏa nổi dậy, đốt khô rừng vô ngã. Xa lỗi lầm ngoại đạo, như sữa dầu mật đường, cho đến những dầu mè có vị riêng của chúng, chưa từng nếm không biết, ở trong thân các uẩn, tìm ngã theo năm cách. Người ngu không biết được, trí thấy liền giải thoát, sự lập dụ minh trí vẫn chưa rõ nơi tâm, nghĩ tích tập trong đó, sao thấy chính xác được. Các pháp tướng khác nhau, không rõ tâm chỉ một, kẻ suy lường vọng chấp, không nhân,
không sinh khởi. Thiền giả quán nơi tâm, chính tâm không thấy tâm. Thấy từ đối tượng sinh, đối tượng nhân đâu khởi. Ta dùng ca chiên viên, sinh trâm tịnh cư thiên. Vì chúng sinh thuyết pháp, khiến nhập thành niết bàn. Như nơi bản, pháp bản trụ, ta và các Như Lai, ở trong 3.000 kinh, giảng rộng pháp niết bàn. Cõi dục, cõi vô sắc, nơi đó không thành Phật. Cõi sắc trời cứu cánh, lìa dục đạt giác ngộ. Cảnh giới nhân không buộc, nhân buộc nơi cảnh giới. Tu hành kiếm trí bén, các đức phiền não kia làm sao có vô ngã. Các pháp huyễn hữu vô, ngu si hiện chân như, làm sao vô chân ngã. Pháp đã tạo chưa tạo, nhân không phải khởi sinh, tất cả đều vô sinh. Người ngu không biết được, nhân năng tác không sinh, các duyên và sở tác, cả hai đều không sinh. Vì sao chấp năng tác? Người chấp vọng nói có, nhân đồng thời sau trước, hiện cái bình đệ tử. Bảo các Phật sinh khởi, Phật chẳng phải hữu vi, mà đầy đủ tướng tốt, mà công đức luôn vương, không sánh với Như Lai. Phật lấy trí làm tướng, tách rời khỏi các kiến, từ nội chứng sở hành, đoạn trừ tất cả lỗi, những mù điếc ngọng câm, già trẻ và thù oán, những cảm thọ rất nặng, không thấy nơi phạm hạnh, tướng hảo ẩn làm trời, tướng ẩn làm luân dương, cả hai đấm buông lung, chỉ hiện người xuất gia. Sau Thích Ca nhập diệt, sẽ có Tỳ Gia Bà, Kana Lê Sa Bà, Kiếp Tỳ La xuất gia. 500 năm sau ta diệt, Tỳ Gia Bà thuyết giảng, Bà La Đa các luận, tiếp có Bán Đạt Sa, Kiều Lạp Bà La Ma, kế có Di Ly Vương, Nan Đà và Cúc Đa. Đến vua Miệt Lợi Xa, Đa Binh bắt đầu khởi. Đây là thời cực ác, khi các thế gian không tu hành chánh pháp. Qua những thời đại này, thế giới như bánh xe, lửa mặt trời hợp lại, đốt thiêu nơi cõi dục, các trời lập trở lại, thế giới lại thành tựu. Các vua bốn đẳng cấp, các tiên ban hóa pháp, vệ đà thờ bố thí, những pháp này hồi sinh. Pháp luận đàm vui cười, văn xuôi và giải thích, tôi nghe được như vậy. Mê hoặc nơi thế gian, sử dụng cái loại vải, nếu có màu sắc chính, nhuộm bùn xanh phân trâu, làm thành màu hoại sắc, mặc các thứ y phục, không giống tướng ngoại đạo, thể hiện người tu hành, mang phù hiệu chư Phật, cũng mang dây buộc lưng. Nước phải lọc mới uống, khất thực theo trình tự, không đến nơi phi xứ. Được sinh trời thắng diệu, và sinh trong cõi người, để đủ các tướng quý, như vị thiên vị vua. Vua có bốn thiên hạ, giáo pháp được lâu dài, được sinh lên cung trời, tham dục nên thoái thất, thuần thiện và tam thời, thời hai đều cực ác. Đến khi Phật ra đời, Thích Ca vào đời ác. Sau khi ta niết bàn, Tất Đạt Đa hội tích, Tỳ Nữ đại tự sinh, các ngoại đạo xuất hiện. Những tôi nghe như vậy, Đấng Thích Sư Tử dạy, Đàm Cổ và Tiếu Ngữ, Tiên Tỳ Dạ Sa nói, sau khi ta niết bàn, Tỳ Nữ đại tự tại, nói những lời thế này, ta sáng tạo thế gian, ta tên Ly Trần Phật, họ Kada Diễn Na, cha tên Thế Gian Chủ, mẹ hiệu là Cụ Tài. Ta sinh nước Chiêm Bà, tổ phụ trước của ta, từ dòng dõi mặt trăng, nên hiệu là Nguyệt Tạng, xuất gia tu khổ hạnh, thuyết giảng ngàn pháp môn, đại tuệ được thọ ký. Ta sẽ nhập Niết Bàn, đại tuệ trao Đạt Ma, tiếp trao Di Khư La,
Thời Di Khư Lê Xấu, kiếp tận Pháp sẽ diệt. Ca Diếp Câu Lô Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, và ta lìa trần cấu, ra đời thời thuần thiện. Khi thuần thiện giảm dần, có đạo sư đại tuệ, thành tựu đại dũng mãnh, giác ngộ với năm pháp. Không thời hai, thời ba, cũng không thời cực ác. Đó là thời thuần thiện, thiện thành đẳng chánh giác. Vải tuy không cát mây, hãy mặc áo chấp vá, như đốm đuôi con công, không có người chiếm đoạt. Hoặc hai ba ngón tay sao kết lại mới thành. Nếu mây khác như vậy, kẻ ngu sinh tham đắm. Chỉ được cất ba y, luôn giảm lửa tham dục, tắm bằng nước trí tuệ, ngày đêm tu ba thời, như phóng mũi tên ra, một rơi lại phóng một, cũng như ná miếng gỗ, thiện bất thiện cũng vậy. Nếu có thể sinh nhiều, thì có tướng khác nhau. Người cho như mảnh ruộng, người nhận nên như gió. Nếu một sinh được nhiều, tất cả không nhận hữu, không nhân hữu. Nhân sở tác hoại diệt thì vọng chấp thiết lập. Nếu vọng chấp được lập như ngọn đèn hạt giống. Một có thể sinh nhiều, chỉ tương tự chẳng nhiều. Hạt mè không sinh đậu, gạo không nhân lúa mạch, đậu nhỏ không lúa mì, làm sao một sinh nhiều. Danh thủ tạo thanh luận, khoáng chủ tạo vương luận, thuận thế luận vọng nói, sơ sinh trong phạm tạng, ca đa diên chiết kinh, tiên thọ bì nói tế, hưu lâu viết thiên văn, hiện họ hiện đời sau ác, thế giới các chúng sinh, phước lực cảm nơi vua, như pháp ngữ tất cả, bảo vệ khắp cõi nước, thanh nghị và xích đấu, trắc tịch cùng mã hành, những vị tiên đại phước, xuất hiện đời tương lai, thế tử thất đạt đa, bộ đa và ngũ kế, khẩu lục và thông tuệ, cùng xuất hiện tương lai, ta ở nơi rừng vắng, và vương đến cho ta, gia nai gậy chỉ ba, tắc lưng và bình nước. Bậc đại tu hành đấy sẽ thành đấng ly cấu, về về chân giải thoát. Biểu tướng của Mâu Ni, phạm vương và phạm chúng, chư thiên và chúng trời, cho ta áo gia nai, ta trở về cung tự tại, ta ở giữa rừng cây, đế thích tứ thiên vương, cho ta y phục đẹp, cho cả bác khất thực. Nếu lập luận bất sinh, nhân này sinh lại sinh, thiết lập thuyết vô sinh, chỉ là thuyết hư ngôn. Tích tập từ vô thủy, do minh là nhân tâm, sinh diệt mà tương tục, bị vọng chấp phân biệt. Tăng khư luận có hai, tháng tánh và biến dị, trong tháng có tạo tác nên tự thành, thánh tấn và vật câu, cầu na thuyết sai biệt, những năng tác sở tác, biến đổi chẳng nắm bắt. Như thủy ngân trong sạch, không bị bụi làm nhơ, tàn thức tình cũng vậy, chỗ chúng sinh nương tựa như mùi hành hương cờ, vị muối và thai tàn, hạt giống cũng như vậy, tại sao mà không sinh? Tánh giống và thức khác, câu bất câu cũng vậy, hiện hữu phi sở thủ, phi vô phi hữu phi, lìa tánh bò trong ngựa, ngã trong quẩn cũng vậy, nói hữu di vô di, hoàn toàn không tự tánh. Những giáo lý cầu ngã, lìa là giọng câu ác kiến, vì không rõ nói có, vì dấp giữ không hơn, ngã ở trong các quẩn, đồng dị đều không thành, chắc chắn họ mắc lỗi. Người vọng chấp không trí, như thấy trong gương nước, hiện ra vô số hình, xa lìa tánh giống khác, ngã trong quẩn cũng vậy. Hành giả tu thiền định, kiến đế và thấy đạo, nỗ lực tu ba pháp, giải thoát các ác kiến, giống như trong khe hở, thấy ánh chớp mất nhanh, pháp biến hóa cũng vậy, không nên khởi phân biệt. Người ngu tâm mê hoặc, chấp niết bàn hữu di, nếu thấy như bậc thánh, sẽ thấy đúng như thật, nên biết pháp biến đổi.
lìa xa nơi sanh diệt, lìa cả và lìa cả hữu vô, trên đến tướng năng sở, nên biết pháp biến đổi, rời khỏi luận ngoại đạo, cũng lìa nơi danh tướng, diệt ngã kiến bên trong, chư thiên thân xuất lạc, khổ địa ngục bất thân, nếu không phải cõi trung, cái thất không sinh được, nên biết trong các đường, chúng sinh nhiều loại thân, thai noãn thấp hóa sinh, đều sinh theo cõi trung, rời thánh giáo, chánh lý, muốn diệt nghiệp lại tăng. Hàng ngoại đạo nói cuồng, bậc trí không nên nói. Trước hãy quán sát ngã và các thủ phân biệt, như con người thạch nữ không quán sát phân biệt, ngã tất khỏi nhục nhãn, dùng thiên nhãn tuệ nhãn thấy các thân chúng sinh, lìa các hành các uẩn. Quán thấy trong các hành có màu xấu màu đẹp, giải thoát chẳng giải thoát, các người ở cõi trời, thọ thân trong các nẻo, duy ta năng liễu đạt, vượt sở hiểu người đời, ngoài cảnh giới của họ, vô ngã mà sinh tâm. Tâm này sao không sinh? Phải chăng nói tâm sinh như sông đèn, hạt giống? Nếu không có vô minh, thì tâm thức không sinh. Rồi vô minh, vô thức, làm sao tương tục sinh? Nhớ gì vọng chấp nói, ba thời và phi thời, thứ năm không thể nói. Sở tri của chư Phật, các hành thủ sở trụ, chúng cũng là nhân trí, không nên nói trí tuệ mà gọi là các hành. Vì có nhân duyên này thì có pháp kia sinh, vô biệt là hữu tác, chỉ nói cách tượng trưng. Gió không thể sinh lửa, nhưng làm lửa phần cháy, gió cũng làm lửa tắt, sao dụ cho ngã được. Nói hữu chi vô chi đều lìa nơi các thủ. Sao người ngu phân biệt, dùng lửa thành lập ngã? Sức hỗ tương các duyên, vì thế sinh ra lửa. Nếu như lửa phân biệt, ngã này từ ai sinh? Do vì ý làm nhân, tích tập các quận xứ, vô ngã như thương cha, thường cùng tâm sinh khởi. Cả hai như mặt trời, xa lìa năng sở tác, lửa không thành lập chúng. Người chấp lầm không rõ, tâm chúng sinh niết bàn, bản tánh thường thanh tịnh, lỗi ô nhiễm vô thủy, như hư không chẳng khác, như ngoại đạo tự ngoại, bị kiến giải tạp nhiễm che phủ cả ý thức, chấp lửa là thanh tịnh. Nếu được như thật kiến, tức thời đoạn phiền não, rồi bỏ rừng tà kiến, đạt cảnh giới bậc thánh. Trí biết chỗ sai biệt, mỗi phân biệt mỗi khác, kẻ vô trí không biết. Nói điều không đáng nói, người ngu lấy chỗ vỗ tạp, cho là vỗ trầm thơm, vọng chấp vào chân trí, nên biết cũng như vậy. Ăn xong ôm bát về, tẩy rửa cho sạch sẽ, xúc miệng sạch mùi vị, cần phải biết như vậy. Hoặc đối pháp môn này, tư duy như chánh lý, tình tính lìa phân biệt, thành tựu định tối thắng. Lìa chấp trụ nơi nghĩa, làm tỏa sáng đèn pháp, phân biệt nơi hữu vô và các lưới ác kiến, ba độc đều xa lìa. Đức Phật lưới quán đảnh, ngoại đạo chấp năng tác, mê chiều hướng không nhân, hãy sợ đối duyên khỏi, đoàn diệt không tánh thánh, biến khỏi các chấp quả, nghĩa là các chấp, nghĩa là các thức ý. Ý sinh từ lại gia, thức nương mạc na khởi, tàn thức khởi các tâm, như biển sinh bởi khởi sóng. Tập khí lấy làm nhân, tùy duyên mà sinh khởi, sát na như móc xích, cảnh giới chấp tự tâm. Rất nhiều loại hình tướng của ý căn thức sinh, tích ác từ vô thủy, sinh tựa cảnh bên ngoài, chỗ thấy chỉ tự tâm, ngoài đạo không rõ được, nhân kia và duyên kia mà sinh nơi thức khác. Thế nên khởi các kiến, cho lăn trong sinh tử, các pháp như mộng huyễn, trăng nước bóng càng thành càng, nên biết tất cả pháp chỉ là tự phân biệt. Chánh trí nương chân như, sinh ra các tá muội. Như huyễn thủ lăng nghiêm,
những sai khác như vậy được nhập nơi các địa tự tại và thần thông thành tựu như huyền triết, được chư Phật quán đảnh. Thấy thế gian hư vọng, tâm ấy khi ấy tâm chuyển y, đạt được hoan hỷ địa, các địa và Phật địa, đã được chuyển y rồi, như viên ngọc nhiều màu, lợi ích cho chúng sinh, hiện như trăng trong nước, bỏ kiến giải hữu vô, đến câu hữu bất câu, vượt khỏi hạnh nhị thừa, như cả địa thứ bảy, pháp hiện chứng bên trong, tu tập vượt các địa, xa lìa hàng ngoại đạo, vị ấy giảng đại thừa, nói pháp môn giải thoát, như sừng thỏ viên ngọc, ra khỏi nơi phân biệt, khỏi chết và đoạn diệt. Giáo do lý mà thành, lý hiện bày do giáo, hãy nương giáo lý này, chớ có phân biệt khác. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 7 hết. Nguyện đem công đức này hướng về Tây Phương Tịnh Nghiêm Phật Tịnh Độ, trên nền bốn ăn nặng dưới quốc khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, thấy một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.